Quỹ học bổng EDF do Nhật Bản tài trợ, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Thông qua việc trao học bổng, quỹ EDF muốn tạo điều kiện giúp đỡ những học sinh nghèo hiếu học có điều kiện học tập tốt hơn để các em yên tâm tới trường viết tiếp những ước mơ. Hàng năm, trên địa bàn huyện Kiến Sương, có từ 100 đến 120 em học sinh được nhận học bổng Hop Fund từ các tập đoàn, công ty, các cá nhân từ Nhật Bản. Trong đó có em Đỗ Nam Hải ở tổ dân phố Cộng Hòa, thị trấn Kiến Sương, là học sinh lớp 9A, trường trung học cơ sở Thanh Nê, thị trấn Kiến Sương, huyện Kiến Sương. Em là một trong những học sinh nghèo hiếu học và được nhận học bổng từ quỹ EDF từ năm 2021 đến nay. Hoàn cảnh của gia đình em Hải đặc biệt khó khăn. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, bố em mắc bệnh hiểm nghèo đã mất sớm từ nhiều năm nay. Mẹ em không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh. Chính vì vậy mà con đường đến trường của em cũng gặp nhiều khó khăn hơn so với các bạn. Hoàn cảnh khó khăn của gia đình là động lực thôi thúc em vượt lên số phận, nỗ lực cố gắng trong học tập, rèn luyện bản thân và luôn hoàn thành tốt chương trình học tập những năm qua. Em thay mặt cho tất cả các bạn học sinh trong huyện Kiến Sương nhận được học bổng của quỹ EDF. Em chân thành cảm ơn đến những người sáng lập ra quỹ EDF. Em rất vui vì quỹ EDF đã giúp em phấn đấu trong học tập. Năm lớp 6 em định nghỉ với phụ mẹ và nhờ quỹ EDF là em đã cố gắng học tập và đạt được kết quả cao trong những kỳ thi. Em mặc dù đã lên lớp 9 là lần cuối để nhận, nhưng mà em mong tất cả các bạn dưới em cũng có thể nhận được quỹ EDF. Gia đình tôi rất khó khăn, không may là chồng mắc bệnh hiểm nghèo, mất sớm. Tôi thì công ăn việc làm thì không ổn định, thu nhập thì thấp. Cố gắng lo cho con ngày ba bữa đủ ăn, cũng rất may là được quỹ EDF kịp thời hỗ trợ học bổng cho cháu. Tôi cũng xin cảm ơn quỹ EDF đã giúp đỡ hoàn cảnh gia đình tôi. Em Hải chỉ là một trong hàng trăm học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện được nhận tài trợ từ quỹ học bổng EDF trong những năm qua. Thông qua quỹ học bổng EDF, nhiều em học sinh nghèo đã có thêm động lực vượt khó bước tới gần với ước mơ trên con đường học tập của mình. Đây là năm thứ 8 Hội Chữ Thập Đỏ huyện phối hợp với quỹ EDF khảo sát và trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong địa bàn huyện. Và thông qua quỹ EDF này thì mỗi năm có từ 100 đến 120 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận học bổng của quỹ EDF với mức hỗ trợ là từ 1.350.000 đồng đến 1.500.000 đồng trên một học sinh trên một năm học. Thì thay mặt cho thường trực Hội Chữ Thập Đỏ huyện Kiến Sương xin được cảm ơn sự đồng hành cũng như là hỗ trợ của các doanh nghiệp và các nhà tài trợ từ Nhật Bản đã thông qua quỹ EDF để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kiến Sương trong những năm qua để các em có điều kiện vươn lên trong học tập. Sự đồng hành của quỹ học bổng EDF mang ý nghĩa rất thiết thực, góp phần viết tiếp những ước mơ đến trường cho nhiều học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện nhà. Hy vọng thời gian tới, quỹ học bổng EDF sẽ tiếp tục triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động, dự án hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương để các em tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên, đạt nhiều thành tích cao trong học tập.